Chào mấy anh chị, hôm nay mình nói về cái chương trình mới bắt đầu ngày 1 tây tháng 11 năm 2011 Cái chương trình Leadership Bonus Point Pool đó mấy anh chị Đây là một cái phần thưởng cho những executive biết cái cách để mà mình có thể mình build những cái người mà executive frontline với mình Thành ra để vào chi tiết đó, một vài cái khái niệm để cho mấy anh chị thấy chương trình này bắt đầu Người, người ta có cái cái một làm cái thống kê đó mấy anh chị thì à, người ta nói là những cái người distributor nào mà dùng cái ADR vào tháng đầu tiên đó, thì thường thường đó, người ta improve cái retention by 35% có nghĩa là tỷ lệ mà những người này người ta ở lại đó và người ta giữ cái ADR đó chị nó nó tăng lên 35% nếu mà mình giúp cái thứ hai đó nếu mà mình giúp những người distributor mới mà trong vòng 30 ngày đầu mà người ta có sponsor người mới đó mà chị thì cái tỷ lệ mà người ta improve the successful the progression tức là những cái sự tăng trưởng cái sự phát triển của những người đó nó tăng lên tới 80 phần thành ra mấy anh chị biết là mình có chương trình áo trắng đó, là mình giúp cho người ta không phải tháng đầu tiên là một người nữa mà nếu mà mình giúp người ta tháng thứ nhất được 10 người hay là chậm lắm là tháng thứ hai nếu mà được 10 người theo cái format đó là nếu mà tháng đầu trong vòng hai tuần đầu mấy chị người mới vào đó cố gắng làm sao người ta có ba hoặc là bốn người và mấy tuần sau đó mình giúp những người đó làm tương tự như vậy thì người ta đạt được cái áo trắng tức là có từ người 10 người trở xuống thì cái tỷ lệ mà người ta drop nó sẽ rất thấp và một cái điểm nữa mấy anh chị với một cái circle group là 3.000 đấy thì những người mà executive người ta có được 3.000 GSV mỗi tháng đó, thì cái tỷ lệ mà để giữ người ta lại nó gấp 3 lần trong cái cái trong trong vòng 6 tháng thành ra mấy anh chị thấy cái điểm này là những cái điểm đặc biệt và đó là lý do tại sao new skin người ta cho ra đời cái leadership bonus pool đó, để để làm một cái incentive một cái gì đó nó khích lệ để cho một số mấy anh chị đó có thể qua cái chương trình này đó thứ nhất là trong những tháng đầu tiên đó mình tìm cách mình làm cho có, có tiền liền và cái đó là một trong những cái rất khích lệ mấy anh chị ha à, những cái điểm chính đó, để mình share ở đây để cho mấy anh chị thấy nó summarize lại đó mấy anh chị nhìn vào cái hình này thì anh chị thấy nó nó rõ hơn thật tế ra nó rất đơn giản mấy anh chị cái qualification của nó đó, cái điều kiện của nó là nếu mà mấy anh chị là executive tại vì chỉ có executive mới được tham gia vào trong cái khu này và mấy anh chị phải có 3.000 trở lên thì mới được ha và muốn được thêm một cái point đó anh chị thì nó có một vài cái điều kiện như sau thứ nhất là nếu mấy anh chị có người distributor ở trong circle group của mình trong cái tháng mà người ta successful đó đạt được cái Q2 đó tức là người ta có 2.000 GSV vào tháng cuối cùng nữa mấy anh chị thì mấy anh chị được à, uh, wow, wow, một một xe một point hay là một xe nó cũng như nhau đó mình dùng cái chữ xe và chữ point thành ra mình lặp lại này nếu mấy anh chị là executive và trong cái circle group của mình có một người distributor người ta pass cái Q2 ở tháng cuối cùng của cái qualification trở thành executive đó thì mỗi lần mà có người 2.000 vào tháng chót mấy anh chị ha thì mình được một point rồi sau đó đó tháng kế tiếp dĩ nhiên là người ta trở thành executive và khi mà người ta trở thành executive trong tháng sau đó đó mấy anh chị Cái tháng đầu tiên mà người ta trở thành executive đó Nếu mà người ta cái GSV là 2.000 trở lên Mấy anh chị ha Nhưng mà dưới 3.000 Tức là từ 2.000 cho tới 2.999 GSV mấy anh chị Thì mấy anh chị được một xe nếu người executive đó trong tháng đầu tiên cũng tháng đó nhưng mà thay vì dưới 3.000 đó thì trên 3.000 đó thì mấy anh chị có thêm được một xe nữa có nghĩa là mấy anh chị sẽ có hai xe nếu mà người này là 3 plus tức là trên 3 ,001. thành ra đây cũng là một cái điều kiện và tháng thứ nhì tháng thứ ba mỗi tháng như vậy nếu người executive đó vừa mới ra và những người này direct ở dưới mấy anh chị đó người ta được 3.000 đó thì mấy anh chị được thêm một xe tháng thứ nhì và một xe tháng thứ ba thành ra mấy anh chị nhìn vào trong cái này một cách tổng thể đó mấy anh chị nếu mấy anh chị giúp cho một người pass cái Q2 trong cái quá trình trở thành executive đó thì mấy anh chị được một xe cái tháng đầu tiên người ta trở thành executive đó giúp cho người ta strong đủ mạnh đó để người ta có được 3 ngàn đó mấy anh chị được hai xe rồi tháng thứ nhì người ta bê trên 3 ngàn mấy anh chị được một xe tháng thứ ba người ta là 3 ngàn hoặc trên ba ngàn thì mấy anh chị được thêm một xe nữa thành ra nhìn vào cái hình này đó mấy anh chị Mấy anh chị thấy rõ ràng là nếu mấy anh chị tập trung vào vấn đề mình xây dựng hay là mình build một người mà executive người ta mạnh, đó, người ta đủ mạnh để mà có carry, có thể carry 3.000 trở lên đó, thì rõ ràng đây là một cái hình thức mà nó nó trả một cái phần thưởng cho mấy anh chị đó. Vì mỗi xe mấy anh chị, người ta tiên đoán đó là từ 400 cho tới 700 cho tới 800 đô để mình lấy average là 500 đô đi. Mấy anh chị giúp một người thôi, Mấy anh chị có cái potential là 1, 2, 3, 4, 5 xe ở trong này Mấy anh chị nhân lên cho 5 đi Nó là 2 ngàn rưỡi Thật ra mấy anh chị thấy không Một người mà mấy anh chị build lên Ngoài trừ cái commission mấy anh chị Cái này là cái pool Cái này là một cái leadership bonus pool Ở trong châu Mỹ đó, Từ Canada cho xuống dưới Argentina Trong tháng đó người ta trích Và người ta bỏ vào trong cái quỹ đó. Chỉ cái này là cái plus mấy anh chị thành ra đây là một trong những cái phần thưởng để mình mình đi đi chi tiết thêm chút xíu này để có thể là một số mấy anh chị hơi confused feel thành ra nó cũng cái ý nó cũng tương tự vậy thôi tức là cái điều kiện để mấy anh chị tham dự vào cái bên bonus pool leadership bonus pool này đó mấy anh chị phải có 3.000 gsv trở lên thì mới được tham dự vào trong cái pool này bây giờ tham dự nhiều hay ít đó, nó tùy theo cái điểm mà mấy anh chị có nhưng mà cái điểm mà để mấy anh chị nhận được cái cái pool này tối thiểu mấy anh chị phải có hai điểm Thành ra đó nếu mà anh chị trên 3 000 đó Và phải tối thiểu mà anh chị có hai điểm Ở trong cái circle group của mình đó, ha Hay là circle group của mình và những người direct của mình đó, Thì mà anh chị mới được nhận cái 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 bonus pool trong tháng đó Và muốn Đây đây mấy anh chị nhìn cái đọc cái này chút xíu mình Chút xíu là mình có một vài cái ví dụ để cho mấy anh chị thấy rõ hơn Qualifying executive đó ở trong cái circle group của mấy anh chị đó ha. Nếu mấy anh chị có một người mà người ta có được 2.000 GSV volume đó, hoặc là hơn ở trong cái tháng cuối cùng của cái qualification đó, thì mình chị được một xe rồi sau đó có 3 tháng nếu mà mỗi tháng đó người ta có ba uh, ngàn đó thì anh chị có thêm một 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 point chỉ đặc biệt là cái tháng đầu tiên đó, nếu người ta có hai ngàn nó mới chỉ có được một point mà nếu người ta có ba ngàn nó mình chỉ được tới hai point này. tức là một cái hai ngàn và một cái ba ngàn tức là hai hai point và đó là một cái điểm đặc biệt ở đây cũng là một cái điểm khác để cho anh chị thấy này sau khi người ta trở thành executive rồi rồi thì người ta có 3 tháng để mà mấy mới... 3 tháng đầu tiên anh chị qua tháng thứ tư là coi như mình hết này để mà anh chị có thể nhận được cái phần thưởng từ công ty đó tháng đầu tiên nếu người ta có 2.000 người ta được một một điểm mấy anh chị được một điểm nhưng phải xin lỗi người ta không có được một điểm nhưng mà mấy anh chị được một một xe đó một point đó. nếu mà người ta có 3.000 anh chị được hai point tháng thứ nhì và tháng thứ ba anh chị nó phải trên 3.000 thì mấy anh chị mới nhận được một cái xe nha yeah và người ta không có có có, có thích cái cái grace nếu mà grace nó là coi như mình disqualify cái đó. Anh à, thành ra đây là một trong những cái điểm người ta có nói ở trong đó, cái bài presentation này là của của công ty đó mình chị, người ta có nói là estimate nó mỗi point, mỗi xe nó là 500 đô. Và trên thực tế thì đương nhiên là nó tùy theo cái tháng đó người ta sẽ quay lại nó nhiều hoặc là ít. Hy vọng là nó 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 sẽ nhiều hơn anh chị, và đó là một trong những cái điểm. À và ở đây là một cái vài điểm để cho mấy anh chị này So what does that, this mean to me? Khi mà một ai đó đang trong cái quá trình trở thành executive đó mấy anh chị, thì mấy anh chị cố gắng làm sao mà phải create thật nhiều ADR đó. Là tại vì chính những cái ADR đó, đó nó mới tạo ra được cái 32 000 3.000 trở lên đều đặn mấy anh chị. Ngay từ đầu mấy anh chị ha. Những ngay từ đầu, cái lúc mà người ta mới vào mấy anh chị, mình giúp cho người ta xếp cái ADR cho chính người ta trước sau đó cho những người trong gia đình và cái đó nó trở thành một cái truyền thống anh chị cũng giống như anh chị nhớ là ngay từ đầu mình có nói là khi mà một người mới vào có ADR đó thì cái tỷ lệ mà người ta giữ cái ADR đó và người ta stay cái in the business đó, nó cao hơn anh chị rồi sau đó đó anh chị cũng sẽ có nhiều người khác nếu anh chị qualify cho cái áo trắng trong tháng trước có nghĩa là tháng này mấy anh chị có 10 người đó thì trong số đó sẽ có nhiều người người ta trong cái quá trình mà trở thành cái cái executive đó thì chắc chắn nó là người ta nó cái, cái những cái điều kiện như vậy nó tạo cho mấy anh chị có được những cái cái cái, cái phần thưởng ở trong cái bonus pool nó thường xuyên ha à, rồi sau đó, đó, khi mà người ta lên executive cũng vậy mấy anh chị tức là trong 3 tháng đầu tiên mấy anh chị cố gắng giúp cho những người executive mới đó để người ta đạt được trên ba ngàn vì nếu mà đạt được trên ba ngàn đó thì mình có cái phần thưởng rồi đó thành ra mấy anh chị thấy đây cũng là một cái hình thức để mấy anh chị thấy ngay cái mục đích của công ty khi người ta design ra cái plan này đó là người ta muốn giúp uh, muốn, muốn muốn tạo một cái bầu khí nó muốn tạo một cái environment trong đó, đó là mình đi build mấy anh chị mình đi build thật sự đây mình có một vài cái thí dụ đó để mấy anh chị có thể coi thôi mình cũng không có đọc hết ở đây đó, nhưng mà một giờ mấy anh chị có thể coi đi qua lại cái video này nó kỹ hơn nếu mà cái câu hỏi mấy anh chị nếu mà tôi sai up một người distributor bữa nay đó, đó tức là tháng 10 này mà lấy ví dụ là tháng 10 sau đó cô này có 1.000 trong tháng 10 rồi tháng 11 á, được ngàn rưỡi, tháng 12 đó, được 2 ngàn Như vậy thì tôi được bao nhiêu xe và trong cái tháng nào Thì mấy anh chị biết này Chỉ có cái 2 ngàn Pass cái Q2 đó, tức là 2 ngàn GSV vào tháng cuối cùng của cái qualification đó, Thì mình mới được một khoan thôi Thành ra cái câu trả lời đơn giản là Cái tháng mà cái cô distributor đó có 2 ngàn là cái tháng đó, đó Pass cái Q2 đó thì cái tháng đó là cái tháng mà mình mình sẽ được một cái point The only month Would be a point for you before she becomes an executive Rồi cái câu hỏi thứ hai mấy anh chị Nếu mà mình sai up một người new distributor bữa nay tức là tháng 10 đó Rồi trong tháng 10 này cô ấy làm liền 1.000 point Rồi 3 rưỡi Trong tháng 11 Tức là Cộng lại là 4.500 mấy anh chị Thì cô này trở thành executive vậy thì tôi được mấy point Và trong tháng nào thì cái câu trả lời đơn giản là chắc chắn là cái tháng 11 là tại vì tháng đó là cái tháng mà cô này pass trên 2000 Tháng cuối cùng của cái qualification, mấy anh chị ha, được một xe Và cái này nó coi như là cô này vừa pass cái Q2 Rồi câu hỏi kế tiếp nếu mà mình sai một người distributor bữa nay là tháng 10 đó Và cô này làm được 4 ngàn rưỡi luôn một lần luôn, làm cái âm trong tháng 11, 4 ngàn rưỡi Như vậy thì mình được cái câu này nó cũng tương đối, nó cũng dễ là mấy anh chị cũng biết này Tức là trong tháng này mình được 4 ngàn, à, mình được một xe Câu hỏi kế tiếp là nếu mà mình ký mình sai ấp một người distributor bữa nay tức là tháng 10 đó sau đó một người đó là 1 ngàn rồi 1 ngàn rưỡi tháng 11 rồi 3 ngàn tháng 12 mấy anh chị nha yeah. thì how many xe thì mấy anh chị biết rồi cứ 2 ngàn cứ cái tháng nào mà có 2 ngàn thì tháng đó, đó đối với mình là người executive đó mấy anh chị mình được một xe vào tháng đó vì người distributor của mình pass cái Q2 nó đơn giản chỉ có chừng đó thôi câu hỏi kế tiếp nếu mà mình sai ấp một người distributor bữa nay cô ta có 1 ngàn rồi 1 ngàn rưỡi rồi sau đó, đó tháng 12 được 2 ngàn rồi sau đó đó trở thành executive rồi đó tháng 1 đó cô này có 3 ngàn như vậy đó thì mình được bao nhiêu xe à, thì mấy anh chị tính nè cái 2 ngàn đó khi mà cô pass 2 ngàn như là pass cái Q2 đó mình được một point rồi khi mà cô ấy trở thành executive trong tháng 1 đó và cuối tháng 1 đó cô đó có 3 ngàn mấy anh chị thì mấy anh chị nhớ nha tháng đầu tiên của người new executive trực tiếp với mình nếu mà người ta có 2.000 mình được một point người ta có 3.000 mình được thêm một point nữa và thành ra nếu mà người ta có 3.000 là mình được tới hai point mấy anh chị thành ra cái câu trả lời nè một xe in December và two shares in January à, mấy anh chị thấy không à, là mình được, mình uh, cái 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 cái, nó như vậy cái câu hỏi cho nếu mà mình sai ở một người distributor tháng này tháng là tháng 10 ví dụ như vậy và cô này nó có một ngàn trong tháng 10, rồi một ngàn rưỡi trong tháng 11, rồi hai ngàn trong tháng 12, rồi ba ngàn trong tháng 1 như là distributor direct với mình đó, rồi ba ngàn trong tháng 2 nữa. Thì cái câu trả lời cũng đơn giản thôi, nó giống như câu hỏi trên và đặc biệt là trong cái tháng 2 này đó mấy anh chị. Vì cô new uh, executive này có ba ngàn đó thì mình có thêm một, một point nữa vào tháng 2. thành ra mình mong là mấy anh chị thấy rõ được cái, cái vấn đề của nó. Heo? Và đây là cái estimation, một cái sự phỏng đoán về cái lợi tức đó đây đây là một cái con số tối thiểu để cho mấy anh chị có một cái 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 nhìn này nếu mà mấy anh chị trở thành executive và có ba ngày sau đó, đó mấy anh chị build một người frontline executive và người này cũng 3 ngàn mỗi tháng trong cái tháng đầu tiên đó không phải mỗi tháng nhưng mà trong tháng đầu tiên đó thì bây giờ đó mình được cái gì thì mấy anh chị không không mình không có tính là cái tháng cái tháng mà làm Q2 nha cái tháng mà người này trở thành executive đó là tại vì nếu người ta 3 ngàn thì mấy anh chị được hai xe và ví dụ như là mỗi xe là 500 đồng thì mấy anh chị có 1 ngàn. Trong đó có thể có fast start payment. Mấy anh chị có trong tháng đó trong cái circle group của mấy anh chị có hai cái fast start payment chẳng hạn thì mấy anh chị được thêm uh, 150 rưỡi Vì cái volume á mấy anh chị. Cái, cái 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 level one của mình là 2.000 đó mấy anh chị có 5% tức là 100 đồng Và đương nhiên rồi vì cái circle group của mấy anh chị đó là 3.000 đó thì cái commission của mấy anh chị là 15% tức là 450 rồi vì mấy anh chị có một người executive vừa mới ra và người ta 3 ngàn đó, Thì mấy anh chị được 10% trên 3 ngàn này Tức là 3 ngàn Thành ra mấy anh chị cộng lại đó Thì cái tháng này cái commission của mấy anh chị là, là 2 ngàn Thành ra mấy anh chị đơn giản nha Nếu mà mình có một Ngoài cái 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 à, những cái commission ngoài những cái chuyện mà một số mấy anh chị có tiền mình mua về mình bán mình được cái extra giữa cái wholesale và cái retail rồi nhiều cái hình thức commission đó. đây là một cái con số tiêu biểu mấy anh chị để cho mấy anh chị thấy là ngay trong tháng thứ nhất thứ gì thứ hai thứ ba đó nếu mà anh chị đã lên executive rồi đó mấy anh chị vẫn có cơ hội làm ra tiền bằng cách là mình đi build những người mà distributor mấy anh chị potential đó để người ta nếu người ta qualify cho cái áo trắng trong tháng vừa rồi đó mình đề nghị mấy anh chị nên tập trung vào những người như vậy để giúp cho người ta nó trở thành một cái strong một cái người cứng cáp mấy anh chị executive đó để mà mấy anh chị thứ nhất là cái benefit quyền lợi của của người ta và cái thứ hai đó mấy anh chị cũng có quyền lợi ở trong đó. Thành ra một cách vắng tắt mấy anh chị nên tập trung vào đúng cái để tập trung để mà mọi người đều có lợi. Một lần nữa cảm ơn tất cả mấy anh chị và mấy anh chị nên nghe đi nghe lại đó để get cái idea và mình nắm vững được một vài cái con số này để giải thích với người khác.